Chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì Dũng Audi cho ô tô số 1 Hải Dương tiếp tục lên sóng cho quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe Honda City đạm. Nhưng mà trước là bản số sàn các bác nhá. Thì lâu lắm rồi, cửa hàng em cũng không về Honda City số sàn. Hôm nay em về một chiếc Honda City số sàn còn rất là đẹp để cùng giới thiệu đến cho các bác vào xem và tham khảo đấy ạ. Một chiếc Honda City được sản xuất vào năm 2016. Số sàn động cơ của xe là 1.5, màu trắng form dáng sedan. Tư nhân, hai chìa khóa vẫn còn theo xe và đã được bác chủ cũ trang bị cho màn hình giải trí cam lùi rồi. Xe thì bên em bao zin luôn. Đó, bao tiết hãng toàn quốc các bác nhá. Máy zin, số zin, cột kèo keo chỉ zin. Và bên em đang chào bán với giá là 345 triệu vẫn còn thương lượng ạ. Vâng, 345 triệu vẫn còn thương lượng cho bác nào đang quan tâm thiện chí về cái dòng xe này thì các bác có thể nhấc máy lên alo ngay cho Dũng qua số điện thoại 0855 966 966. Em sẽ tư vấn và sẽ chốt giá đẹp nhất cho các bác ạ. Hoặc là chúng ta có thể về trực tiếp tại cửa hàng có địa chỉ duy nhất tại lô 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe này, rồi là test xe, chạy thử xe cũng như là trải nghiệm đánh giá trực tiếp về cái mặt chất lượng của chiếc xe mà cửa hàng bên em đang chào bán đấy ạ. Em mời anh chị em nhà mình cùng em đi dạo qua một vòng để có thể ngắm sơ qua tổng thành form dáng, những chi tiết bên ngoài cũng như là sơn si của chiếc xe các bác nhá. Một chiếc xe được trang bị nước sơn màu trắng và còn cực kỳ là bóng bẩy luôn. Đó, Honda City số sàn cũng lâu lắm rồi, hôm nay mới về được một chiếc các bác nhá. Đó, form dáng của chiếc xe đạm. Còn bây giờ thì em sẽ đi vào quay giới thiệu chi tiết cái phần ngoại thất của chiếc xe này. Sau đó thì em sẽ quay vào trong phần nội thất, phần keo chỉ gầm bệ và cuối cùng là cái khoang động cơ của chiếc xe để cho mọi người vào xem và tham khảo. Đầu tiên là cái phần đầu xe đạm. Vâng, cái phần đầu xe thì logo và mặt ca lăng cũng được mạ ốp chrome sáng bóng các bác nhá. Cái phần mặt ca lăng thì có một cái thanh mạ ốp chrome rất là to bản luôn, nhìn chiếc xe rất là khỏe, đẹp và sang trọng này. Đèn của xe. Vâng, đèn của xe thì vẫn là đèn halogen các bác nhá. Vâng, đèn của xe thì vẫn là đèn halogen này. Và đèn pha của xe thì còn được bọc mạ ốp chrome ở bên ngoài, ở bên ngoài đây ạ. Cặp đèn pha của xe cũng còn trong sáng, không có hiện tượng mờ vẩn đục hay là vàng ố các bác nhá. Đây ạ. Đó, cặp đèn pha của xe đây. Vẫn còn trong sáng này, không có hiện tượng mờ vẩn đục hay là vàng ố và được bọc mạ ốp chrome ở bên ngoài. Nhìn chiếc xe rất là sang trọng, rất là đẹp. Còn sang đến phần thân xe. Vâng ạ, sang đến phần thân xe thì xe đã được bác chủ cũ trang bị cho một cái bộ la răng nhìn rất là đẹp các bác nhá. Đó, một cái bộ la răng nhìn rất là đẹp này. Ở đây thì chúng ta có xi nhan ở bên sườn xe đây ạ. Đó, xi nhan thì được tích hợp bên sườn xe các bác nhá. Và có một cái mang cá này, có một mang cá nhìn rất đẹp luôn. Kính của xe cũng được bọc mạ ốp chrome ở bên ngoài để nhằm bảo vệ cái phần sơn zin ở bên trong rất là an toàn. Tay nắm cửa cũng vậy ạ. Vâng, tay nắm cửa cũng được bọc mạ ốp chrome này, giúp chúng ta bảo vệ cái phần sơn zin bên trong. Khi mà chúng ta mở cửa thì cái móng tay nó sẽ chọc vào bên trong này, sẽ không bị xước cái phần sơn zin các bác nhá. Và viền kính cũng được mạ ốp chrome chạy dọc từ đầu xe đến cuối xe, tăng thêm cái sự sang trọng cho chiếc xe này. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Còn ra đến phần đuôi xe. Vâng, ra đến phần đuôi xe các bác nhá. Thì xe được trang bị cam lùi và 4 mắt cảm biến lùi, rất là an toàn tiện lợi cho chúng ta khi mà chúng ta lùi xe, sẽ tránh được va chạm. Cặp đèn hậu của xe thì cũng còn rất là đẹp. Đó, cũng còn trong sáng, không có hiện tượng mờ vẩn đục hay là vàng ố này. Và cũng được bọc mạ ốp chrome ở bên ngoài các bác nhá. Đó, cũng được bọc mạ ốp chrome ở bên ngoài này. Ở đây thì chúng ta cũng có một cái thanh mạ ốp chrome. Nói chung là ở trên xe có rất nhiều chi tiết mạ ốp chrome làm cho chiếc xe nó vừa đẹp, vừa khỏe và vừa sang trọng các bác nhá. Đó, cặp đèn hậu của xe đây, rất là đẹp luôn. Tiện đây thì em sẽ quay luôn cái phần gầm bệ của xe để cho mọi người vào xem và tham khảo đấy ạ. Vâng, đây cái phần gầm bệ của xe các bác nhá. Đó, cái phần gầm bệ của xe thì sassi vẫn còn sáng này, không có hiện tượng han gì mục mọt, còn rất là ok luôn, rất là chắc chắn, được chưa ạ? Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi vào trong khoang nội thất của chiếc xe để cùng tìm hiểu những trang thiết bị option ở trên xe các bác nhé. Và nội thất bên trong của xe đây. Đó, nội thất bên trong của xe đã. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện cụp điện. Vâng, có gương kính chỉnh điện cụp điện này. Đó.
Tắp lô tắp ly là một màu màu đen các bác nhá. Có một vài chi tiết giả nhôm đây. Đó, giả nhôm này. Rồi là bàn phím tích hợp cho vô lăng, tăng giảm âm lượng, lách bài chuyển bài. Có đàm thoại rảnh tay này. Vâng đây ạ, có đàm thoại rảnh tay này. Tiến vào bên trong thì xe đã được trang bị màn hình giải trí Android cực kỳ là to rồi. Có tích hợp cam lùi các bác nhá. Và những cái lúm vặn điều hòa đấy ạ, những cái lúm vặn điều hòa thì cũng còn rất là đẹp. Đó, cũng còn rất là đẹp và rất là chắc chắn. Đó, được chưa ạ? Ở đây thì chúng ta có cổng sạc 12V này, có cổng USB để cho chúng ta cắm USB vào nghe nhạc giải trí mỗi khi mà chúng ta đi đường xa. Trang bị hộp số sàn 5 cấp, động cơ 1.5. Đó, cần số của xe đây. Cần số dạng này thì rất là bền các bác nhá, rất là bền luôn. Phanh tay này. Đó. Ghế là ghế da màu kem. Vâng, nội thất ghế da màu kem. Các bác nhá. Trần thì là trần lỉ nguyên bản theo xe đã được bọc nhựa rồi. Vâng, trần lỉ nguyên bản theo xe đã được bọc nhựa rồi. Cũng rất là sạch sẽ luôn. Đó, phần tắp ly của cánh cửa này, phần tắp lô này. Rồi là phần vô lăng. Vô lăng của xe thì cũng còn khá là ok. Những cái phần nhựa sần đây còn rất là dày các bác nhá, không có hiện tượng bị mai mọt này. Đó, được chưa ạ? Một chiếc Honda City số sàn đời 2016, động cơ 1.5, form dáng sedan màu trắng đấy ạ. Xe thì bao zin rồi các bác nhá. Bên em đang chào bán với giá là 345 triệu vẫn còn thương lượng cho bác nào đang quan tâm thiện chí về cái dòng xe này. Thì các bác có thể nhấc máy lên alo ngay cho Dũng qua số điện thoại 0855 966 966. Em Dũng sẽ chốt giá đẹp nhất cho các bác ạ. Còn bây giờ thì em sẽ đi vào quay giới thiệu chi tiết cái phần kỹ thuật của xe, như là keo chỉ 4 cánh cửa, keo chỉ cốt xe, keo chỉ lock cabo, cũng như là khoang động cơ của chiếc xe các bác nhá. Đầu tiên là phần keo chỉ cánh cửa bên trên, phía bên lái đấy ạ. Vâng, đây phần keo chỉ đây. Đó, thẳng tắp này. Thẳng tắp nguyên zin luôn. Ở dưới thì chúng ta có một cái lớp gioăng cao su để cách âm chống ồn. Được chưa ạ? Và đây là phần ốc tai. Vâng, phần ốc tai thì vẫn còn nguyên chấm sơn này. Phần bản lề trên cũng vậy. Và bản lề dưới cũng thế các bác nhá. Nguyên zin, không có hiện tượng vặn mở ốc và vẫn còn chấm sơn. Quá là đẹp. Còn đây là phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau. Đó, cái phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau các bác nhá. Trên dưới này. Em sẽ quay để cho các bác vào xem và cảm nhận. Ra đến phần đuôi xe. Ra đến phần cánh cửa đằng sau. Dạ vâng, đây phần keo chỉ cánh cửa đằng sau đây các bác nhá. Thẳng tắp nguyên zin này. Được chưa ạ? Đó. Còn rất là đẹp luôn. Ở dưới thì có một cái lớp gioăng cao su. Và đây là phần ốc tai. Được chưa ạ? Phần bản lề trên, bản lề dưới các bác nhá. Ốc thì vẫn còn nguyên chấm sơn luôn. Tiến ra phần cốt xe. Vâng, tiến ra phần cốt xe thì đầu tiên cũng là cái phần ốc đai đấy ạ. Phần ốc đai này. Hai bên cũng không có hiện tượng vặn mở ốc các bác nhá. Phần keo chỉ cốt xe. Vâng đây, phần keo chỉ cốt xe này. Đó, được chưa ạ? Khoang cốt xe thì cũng khá là rộng rãi, giúp chúng ta có thể mang được đầy đủ đồ khi mà chúng ta đi công tác đường xa hoặc là đi du lịch cả một gia đình các bác nhá. Nói chung là chúng ta cũng có thể để được đồ dùng đủ cho mọi người. Được chưa ạ? Còn ở phía dưới đây. Vâng, ở phía dưới đây là lốp sô cua và bộ dụng cụ cứu hộ của chiếc xe các bác nhá. Đó, lốp sô cua đây ạ. Và bộ dụng cụ cứu hộ của chiếc xe. Tôn vỏ thì không có hiện tượng mục mọt này. Vâng, tôn vỏ thì không có hiện tượng mục mọt luôn. Đó, khoang cốt xe cũng khá là rộng rãi. Và đằng sau xe đã được trang bị cam lùi, 4 mắt cảm biến lùi rồi, rất là an toàn. Và đây là phần keo chỉ của hai cánh cửa bên phụ. Đầu tiên là cánh cửa bên trên này. Vâng, đây keo chỉ các bác nhá. Được chưa ạ? Đây là lớp gioăng cao su. Và đây là phần ốc tai, phần bản lề trên, bản lề dưới. Đó, các bác có thể nhìn thấy ốc vẫn còn nguyên chấm sơn, rất là đẹp luôn, rất là zin. Và đây là, còn đây là cái phần ốc bắt bản lề cánh cửa đằng sau này. Đó, phần ốc bắt bản lề cánh cửa đằng sau này. Trên dưới đây ạ. Đó, các bác cũng có thể vào xem và tự cảm nhận được các bác nhá. Em quay kỹ thật, rất là kỹ và rất là chậm cho các bác xem. Ra cánh cửa sau. Vâng, đây phần keo chỉ đây.
Đó, ở dưới là lớp giòn cao su này. Và phần ốc tai, phần bản lề trên, bản lề dưới. Một chiếc Honda City số sàn đời 2016. Ốc bắt bản lề 4 cánh cửa nguyên chấm sơn và không có hiện tượng vặn mở ốc, keo chỉ thì nguyên zin, không mất đi đâu một phần keo chỉ nào các bác nhá. Cho nên là các bác đã quá yên tâm về cái phần thân xe rồi. Cái phần thân xe thì không có hiện tượng là tai nạn và vẫn còn zin này. Và cái phần cuối cùng đấy ạ. Vâng, phần cuối cùng là em sẽ đi vào quay tổng thể cái khoang động cơ của chiếc xe, cũng như là phần keo chỉ của lóc capo, để cho các bác có thể yên tâm tuyệt đối về cái độ zin, cái độ đẹp của chiếc xe này. Vâng đây ạ. Đây là tổng thể cái khoang động cơ của chiếc xe các bác nhá. Đó. Thì đầu tiên cũng là phần ốc đai đấy ạ. Cái phần ốc lóc capo nó cũng còn nguyên zin này, không có hiện tượng vặn mở ốc các bác nhá. Đây. Cả ốc dưới, ốc trong này. Đó, được chưa ạ? À, đây là phần ụ giảm sóc và cái đường keo của nhà máy các bác nhá. Phần keo chỉ của lóc capo. Đó, được chưa ạ? Phần ốc đai bên này và phần ụ giảm sóc bên này. À, động cơ của chiếc xe. Và động cơ của chiếc xe thì như các bác có thể nhìn thấy đây. Ốc chân máy thì không có hiện tượng vặn mở ốc các bác nhá. Khô ráo này, không có hiện tượng chảy dầu chảy mỡ, máy lổ êm, côn số mượt mà. Vào rất là nhẹ tay luôn. Đó, số sàn côn số mượt mà vào rất nhẹ tay các bác nhá. Động cơ thì khô ráo, không có hiện tượng chảy dầu chảy mỡ này. Máy lổ êm côn số mượt mà. Trước này thì máy zin số zin. Các bác cũng có thể về trực tiếp tại cửa hàng để xem xe rồi là test xe, chạy thử xe trực tiếp và đưa ra cảm nhận, đánh giá về cái mặt chất lượng của chiếc xe. Đó, ok thì mình xuống tiền, mà không thì mình có thể tham khảo sang mẫu xe khác các bác nhá. Đây, đó. Tổng thể cái khoang động cơ của chiếc xe đây ạ. Ở đây thì chúng ta có một cái tấm lỉ chống ồn chống nóng các bác nhá. Vâng, cái tấm lỉ chống ồn chống nóng này thì cũng còn nguyên vẹn và chỉ là bụi bẩn theo thời gian thôi. Đó, được chưa ạ? Quá là ok cho một chiếc xe Honda City 2016 số sàn các bác nhá. Quá là đẹp rồi. Dạ vâng, thì vừa rồi em cũng đã quay giới thiệu chi tiết tổng thành form dáng nội ngoại thất keo chỉ gầm bệ và khoang động cơ của chiếc xe để cho mọi người vào xem và tham khảo ạ. Anh chị em đang quan tâm về cái mẫu xe này thì có thể nhấc máy lên alo ngay cho Dũng qua số điện thoại 0855 966 966, em sẽ tư vấn cho tất cả anh chị em ạ. Hoặc là anh chị em có thể về trực tiếp tại cửa hàng có địa chỉ duy nhất tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe này, rồi là test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận, đánh giá về chất lượng của chiếc xe mà cửa hàng bên em đang chào bán đấy ạ. Và anh chị em đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì có thể bấm vào cho em xin một nút đăng ký kênh để mỗi lần em Dũng có những video giới thiệu chi tiết những mẫu xe mới nhập về cửa hàng, hoặc là những buổi livestream báo giá, trò chuyện, tư vấn trực tiếp cùng toàn thể anh chị em thì anh chị em sẽ nhận được thông báo về điện thoại. Cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị em đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ Dũng Audi. Hẹn gặp lại toàn thể anh chị em vào những video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.